Xin chào các bạn đã đến với Tech Mac. Chúng ta dường như đã quá quen với một hình ảnh Apple luôn đi sau các công ty công nghệ khác về khả năng sáng tạo ra cái mới, nhưng mà lại luôn trở thành hình mẫu cho cả thế giới học tập vì họ biết cách tạo ra những phiên bản hoàn hảo nhất từ tính năng tương tự của các công ty đối thủ. Những ví dụ điển hình đó có thể kể đến như là từ cảm biến vân tay nè, cách định nghĩa một phablet, trào lưu thiết kế tay thỏ, cách thiết kế giao diện cho đến mới nhất là nhận diện khuôn mặt. Tất cả đều có dấu ấn xứng tầm biểu tượng của Apple. Tuy nhiên, liệu cứ có Apple tham gia là thành công hay không? Câu trả lời chính là không hẳn. Đồng ý là Apple chính là hãng di động có tư duy làm sản phẩm cẩn thận, chỉnh chu và có tính toán sâu bậc nhất thế giới hiện nay, nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng quyền quyết định xem một tính năng mới mà tâm huyết đưa vào có trở thành xu hướng hay là không lại là một câu chuyện khác. Ví dụ đơn giản nhất là Face ID, một tính năng có thể nói là đi trước cả thế giới của Apple, để đến bây giờ vẫn không thể có một nhà sản xuất Android nào bắt chước được tính năng của tâm huyết. Nhưng mà cũng chính vì thế khiến cho Apple trở nên lạc lõng, bởi vì các công ty Android không thể chạy theo được một tính năng quá khó để sao chép như vậy, và dần đà Face ID đang bị chối bỏ. Tuy nhiên, đây lại làm không phải lần duy nhất mà Apple bị lạc lõng như thế, bởi trước đó một tính năng khác cũng mang đậm dấu ấn của tâm huyết cũng đang dần bị chối bỏ vì quá phức tạp, đó chính là 3D Touch. Về cơ bản, 3D Touch là một công nghệ cảm ứng dựa trên lực nhấn, lần đầu tiên được Apple tích hợp vào thế hệ iPhone 6s, tức là cách đây gần 4 năm. Với 3D Touch đã cho thấy là các thao tác nhanh trên màn hình iPhone trở nên đơn giản hơn so với trước. Thay vì là người dùng phải vào trực tiếp ứng dụng thì giờ đây chỉ cần ấn giữ icon ứng dụng ở ngoài màn hình Home là người dùng có thể triển khai một số tính năng thông dụng nhất ở bên trong ứng dụng đó rồi. Dĩ nhiên, như mọi khi thì Apple ra mắt một tính năng mới là ngay lập tức các hãng Android sao chép lại luôn. Dù có không ít fan Android ngộ nhận rằng 3D Touch thực chất là sao chép tính năng ấn giữ để hiện menu sổ ra bên trong giao diện Android, đây hoàn toàn là một sự ngộ nhận thiếu căn cứ, bởi thực tế 3D Touch được thiết lập ở cấp độ giao diện chính thay vì giao diện nội hàm ứng dụng như là fan Android lầm tưởng. Tuy nhiên, kể cả khi có sao chép 3D Touch thì các hãng di động Android cũng không thể sao chép được cái cách mà Apple vận hành cho tính năng này. Thực tế, 3D Touch không phải là một bản cập nhật phần mềm mà nó dựa cả vào phần cứng. Apple đã phải tích hợp một bộ cảm biến đặc biệt để phục vụ riêng cho tính năng 3D Touch. Đó chính là lý do vì sao chỉ có các mẫu iPhone từ 6S trở lên thì mới dùng được 3D Touch, còn các mẫu iPhone đời cũ hơn sẽ không thể có được tính năng này dù có cập nhật phần mềm lên tương ứng. Nhưng mà như đã đề cập ở trên thì có vẻ như là đến chính Apple cũng không chắc chắn về sự tồn tại của 3D Touch. Ngay trong năm ngoái thì Tao Khuyết đã giới thiệu một khái niệm khác về cảm ứng lực trên iPhone mang tên là Haptic Touch trên chiếc điện thoại iPhone 10R. Và đúng như tên gọi thì phương thức cảm ứng lực mới sẽ được tận dụng từ cục rung Haptic Engine thần thánh nhất thế giới mà chỉ có Apple mới có. Về cơ bản thì Haptic Touch vẫn phục vụ được phần lớn tính năng có trên 3D Touch, nhưng mà nó lại giúp giá thành sản xuất iPhone rẻ hơn nhờ việc không còn phụ thuộc vào bộ cảm biến riêng gắn với màn hình nữa. Trong một thời buổi mà các cuộc chiến tranh thương mại đang dần khiến cho giá bán của iPhone ngày một có nguy cơ bị leo thang, trong khi áp lực từ đối thủ buộc Apple phải dần hạ giá bán xuống, thì hiển nhiên một cụm linh kiện quá đặc chủng như là 3D Touch sẽ khó có cửa sống với một công ty luôn muốn tối ưu chi phí sản xuất nhất có thể như là Apple. Và có vẻ như điều gì đến cũng sẽ đến. Một số nguồn tin công nghiệp mới đây đã chỉ ra rằng rất có thể iPhone ra mắt cuối năm nay sẽ là năm đầu tiên đánh dấu việc là Apple loại bỏ hoàn toàn 3D Touch sau 4 năm sử dụng. Các nhà cung ứng linh kiện cho Apple có thể không hài lòng với quyết định này của Tao Khuyết, nhưng mà bù lại, họ vẫn có thể làm ăn lâu dài với Apple, cũng như là phần nào kỳ vọng vào doanh số tốt hơn của iPhone thế hệ mới. Và đó chính là lý do mà các bên cung ứng không muốn làm mất lòng Tao Khuyết. Có thể thấy là sự thất bại của 3D Touch có thể khá là giống với Face ID hiện nay, rằng nó quá đặc chủng để các đối thủ của Apple có thể học tập được. Nhưng mà cái hại là nó lại khiến cho giá thành sản xuất của iPhone bị đội lên một cách không đáng có. Và khi mà Tao Khuyết đang phải vật lộn với chuỗi cung ứng của mình, thì việc loại bỏ một tính năng quá khó học tập như là 3D Touch đôi khi lại là một điều cần thiết. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu điều tương tự có xảy ra với Face ID hay là không, khi mà hầu như các nhà sản xuất Android đã đầu hàng hoàn toàn trong việc sao chép tính năng này từ Apple. Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi trên. Vừa rồi là những chia sẻ của Tech Mac về vấn đề là 3D Touch có phải là một thất bại của Apple hay là không. Các bạn cảm thấy thế nào thì hãy bình luận bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Tech Mac. Và các bạn đừng quên là đăng ký cũng như là chia sẻ kênh YouTube của Tech Mac nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.